Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đại tú xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú vị, tiếp tục chương trình đi hỗ trợ tiền nhà gạo cho những người bệnh. Thì hôm nay đại tú đến đây thuộc về địa phận của ấp Tân Thành, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Thì đến thăm cô Năm. Cô Năm bị tiểu đường, bị cục hai cái chân nè. Nói chung là cục một bên nhưng mà bên thì cũng cưa gà sát bằng chân này. Thì cũng nói chung là cũng chạy ngang chạy qua chạy lại ở đây thì thấy cô Năm cũng thương. Cho nên là mình xét hoàn cảnh thì hiện tại thì mình cần nên hỗ trợ để giúp đỡ. Thì đại diện cho chị Nguyễn Thị Bùi, cũng như là anh trai đời và Thanh sửa xe, là ba người đó hỗ trợ cho là 3,5 triệu. 3 triệu. Chứ để tú sức liền quỹ của mình ra thêm 2 triệu nữa là 5 triệu. Để đi cho 10 hộ. Là hộ của cô Năm đây là hộ thứ 10 rồi. Thì để tú gửi cho cô Năm 500 ngàn, chứ mừng cái gạo của chị Loan ở cô giáo Loan ở chạy ở Cô Tô, cô cho 2 bao gạo là 1,2 triệu chia ra cho 10 người, tức là mỗi một người là 10 kg. Thì đây là 10 kg gạo của chị Loan, cô giáo ở Cô Tô, chạy trường Cô Tô ha. Thì cô Năm lúc này cô Năm thấy sao, khỏe không? Dạ không đỡ, lại uống thuốc một cái chế sáu gì đó. Dạ. Cũng đỡ. Thì lúc này nói chung là nó cũng không có bị đau nhức nhiều ha. Nhức mỏi ha. Mắt thì thấy mờ. Mắt thấy mờ. Thì tiểu đường thì nó sẽ biến chứng qua mờ mắt. Dạ. Nãy cái người tới đây tôi giờ chưa biết nữa. Dạ. Cái cô ở ngoài phía chính con cho cũng bị tiểu đường đó mà giờ cổ không thấy luôn. Dạ. Cũng bị tiểu đường là cổ không thấy được luôn. Là cổ nói chung là hiện tại cổ mắt rồi. Dạ cổ mắt rồi. Lâu rồi. Mắt cũng tháng mấy này. Ở cũng dạ. Dạ tôi cũng cảm ơn mấy anh mấy chị mấy chú rồi này kia cũng có hỗ trợ cho tôi được lớn, tôi cũng rất cảm ơn. Dạ. Thì có gì thì hú đi, hú có gì con tiếp. Dạ. Tại vì con cũng ít có đi, dạo này ít có đi ở nhà làm như chúng ta bảo nhiều đó. Gì hả? Ít có đi. Như có gì hết gạo thì có gì hú hú. Hú bà Năm. Hú bà Năm. Thứ Năm với thứ Ba rồi nè. Dạ. Chạy lại. Có số điện của bà Năm. Dạ. Của chị Năm á. Dạ. Của anh Ba thì không có. Thì thím thứ Năm, thím mấy thì hổng ngày thím cũng có lại hỗ trợ. Dạ, được 5 ký. Dạ. Ai cho đó không biết. Dạ. Sách lại tụi nghiệp. Dạ. Sách này kia lại cho ăn. Dạ. Ngày cũng được. Thôi, nói chung là trong cái sống mình đó thì nói chung thì ai cũng có hoàn cảnh. Dạ. Có người thì khổ về cái cách này, có người khổ về cái hướng khác, có người nói chung thì mình biết cõi này là cõi tạm hay cõi năm. Thôi mình cố gắng là niệm Phật. Dạ. Để mình gia duyên, một là mình niệm Phật để thức duyên với Phật. Dạ. Hai là mình niệm Phật để chuyển hóa nghiệp mình ha cô Năm nha. Ba là niệm Phật cầu vãng sanh. Dạ. Cố gắng là niệm Phật cô Năm ơi. Dạ. Dạ. Anh Ba. Dạ. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì chương trình mình trao tiền và gạo và cho người bệnh đến đây đã xong rồi ha. Cảm ơn mọi người đã coi qua chương trình. Thì để tú xin chúc tất cả mọi người luôn được an lành trong chính pháp của Như Lai. Chúc tất cả mọi người luôn được hướng về Phật pháp để tu hành đến ngày thành công giai đắc đạo quả. Thì đây xin kính chào, hẹn gặp lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.